Ủa anh là chạy ở đây hả? Đúng rồi, chạy ở đây. Trời ơi, anh ở đây. Ủa thì đậu hũ nóng này ở đây gọi là đặc sản Vũng Tàu chứ gì nữa. Đúng, hợp lý. Lấy em một chén đậu hũ đi. Này bao nhiêu ly luôn chị? 15. Này đặc sản Vũng Tàu à? Hả? Mua đúng chỗ đặc sản luôn. Trời ơi, chơi mà chơi cày vậy sao nói xấu đối thủ vậy? Tại vì em cần ăn. Dạ. Đã đi ăn hết rồi đúng không? Thôi em gửi tiền luôn. Được rồi, em cảm ơn. Ủa anh là chạy ở đây hả? Đúng rồi, chạy ở đây. Trời ơi, chạy ở đây. Ủa thì đậu hũ nóng này ở đây gọi là đặc sản Vũng Tàu chứ gì nữa. Anh em có đi du lịch Vũng Tàu thì ghé ăn một chén đậu hũ nóng buổi đêm, ấm bụng lắm nha anh em. Đặc sản Vũng Tàu đó nha. Bạn khách nữ này còn khen ở đây là ngon nhất Vũng Tàu luôn đấy. Bình thường mình thấy mấy chỗ khác bán bằng chén giá chỉ 10.000, còn ở đây là bán bằng tô nhỏ nên giá nhỉnh hơn một xíu, 15.000 nhé anh em. Theo như cảm nhận của mình thì mình thấy cũng ngon, ok đấy. Anh em xuống Vũng Tàu buổi đêm mà không biết ăn gì thì cứ ghé ra quán đậu hũ đối diện cột cờ bãi sau Vũng Tàu luôn nhé anh em.